Anh bật đèn lên cho em. Titan Black lên cho bác Toyota hay đấy. Nhiệt độ màu 6000. Chế độ bảo hành của Titan Black là 2 năm chứ bác. Đây là chế độ cốt này, anh vẫn để chế độ cốt cho em đi. Đá pha đi. Chế độ pha. Đó. Các bác cần test sản phẩm trực tiếp cũng như là có nhu cầu lắp đặt có thể liên hệ em số điện thoại là 036 229 3888 nhé.